có nhiều chấm chấm trên cổ và lưng ha. Thì mình không biết tên của nó nhưng mình sẽ tô màu cho nó và hướng dẫn mọi người tô nha. Mình sẽ tô màu theo ý thích của mình. Thì bắt đầu tô nha. Đầu tiên thì mình sẽ tô là cỏ trước nha, cái cỏ nè. Mình tô màu xanh lợp. Xanh lợp này nha. Màu xanh này mình sẽ tô cho nó đậm lên. Rồi mình sẽ cố gắng tô cho nó đều. Tô đều nha. Đó. Thì mọi người nhớ tô cho đậm cho đều nha. Thì mình sẽ cố gắng tô làm sao cho nó không bị lem nè. Tô cho đều. Em là Túc Minh. Rồi. Trời sắp chuyển mưa rồi, không biết còn mấy clip nữa. Tiếp theo mình tô màu nâu. Lo quá. Tối này sẽ thức khuya. Mình tô màu nâu cho cục đá này nha. Tinh 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 tinh. Đó, thì mình đã tô xong rồi cái cây này rồi ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ tô đến con khủng long này. Mình sẽ tô cho nó là màu gì vậy ta? Cái chấm chấm trên lưng mình tô màu xanh dương nha. À, sẽ tô cho đều. Màu xanh dương thì nó sẽ làm nổi bạc lên. Ngoài nhìn khủng long mình sẽ hiền hơn dễ thương rồi đó. Bị bệnh nên thôi mọi người thông cảm nha. Móng chân mình tô màu này luôn nha. Màu này mà xinh dương lợt nha. Cứ tiếp tục tô cho đều nè. Tiếp theo mình tô màu của khủng long này, màu xanh dương này đậm đúng không ta? À, mình tô ngay cái phần sống bụng đó nha, cái đường bụng á, mình tô một màu xanh dương đậm hơn để làm nó bật lên cho khủng long này ha. Đó, và mình sẽ tô cho đều. Mình quay qua cho dễ tô nha. Bây giờ mình sẽ tô cho đều nè. Xong rồi mình sẽ lấy màu á. Màu gì ta? Mình sẽ tô màu tím nha. Màu tím này cũng lợt lợt, nó kết hợp màu xanh dương cũng khá là đẹp nè. Mình sẽ không tô đậm, mình tô lợt thôi ha. Tô khủng long này màu lợt à. Màu tím lợt cái nha.
cho điệu. Nếu mình ta từ trên xuống nha. Khá đều mèo luôn. Cho đều nha. Mình quay qua cho dễ to nha, cái hướng ngược tay mình to khó á. Kiếm mấy sinh dương nha. Tô xong rồi không thì mình sẽ độ thêm một chút xíu nữa cho nó đều màu hơn thì mình mới hoàn thiện được bức tranh này nha. Sẽ tới cái đều. Đó, như mọi người đã thấy cái là đều mèo nha. Tao khá là đậm mèo. Lộn khá là lợt mèo nha. Gió lên sắp mưa rồi mọi người ơi. Tôi sắp lòi ra rồi. Chuẩn bị mưa kìa trời. Mưa khỏi quay luôn trời. Nam mô Di Phật à. Thì mình đã tô xong bức tranh về con khủng long rồi ha. Thì đây chính là thành phẩm con khủng long mình đã tô. Thì cảm ơn mọi người đã xem nha. Và hẹn gặp mọi người trong những cái clip tiếp theo nha. Hẹn gặp lại và bye bye.